Chung là có hiểu rồi. Cấm điệp. Vợ thì là không cần. Dạ dạ. Nói chung ba pha mới chỉ thái đâu, còn một nữa thôi. Còn một là ai vậy? Ba pha, điền ba pha. Điền ba pha mà mất thái còn một. Dạ dạ. Thôi bây giờ cô ủng hộ, cô thay mặt quý Phật tử ủng hộ nhà gia đình điền mất hai pha còn một pha phải không? À, thưa các nhà, thưa các bạn, bây giờ thì Sơn Dũng cùng sư cô và đoàn đến thăm những cái hoàn cảnh mà khó khăn. Thì chiều nay thì đang quay trở lại với ở đây là làng Phú Thọ của xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Vẫn biết rằng ở đây thì Thủy Tiên đã từng về hỗ trợ cho mỗi hộ cũng 3 triệu rồi. Tuy nhiên thì số tiền đó cũng không thấm vào đâu khi mà thiệt hại của bà con rất là nhiều. Cho nên là sư cô cũng như đoàn muốn đến hỗ trợ cho họ một chút lòng nữa quý vị ạ. Dạ, mời sư cô. Dạ, anh ạ. Dạ. Chỗ này cho em. Chỗ này là mình ở trò hay là sao? Đấy là quản máy, nhưng mà đấy dạy mấy con là quản xã cả, nhưng mà bọn em là thuê 15 năm. Thuê? Và thuê đất thôi. Bọn em xây dựng nhà và quản. À, thuê đất nhưng mà con em xây xây dựng lên. Dạ, em ở đây phải không? Ở sinh sống đây luôn. Ở chỗ một mình của em không cả luôn. Vừa rồi mình thiệt hại nhiều không? Dạ thì được lớp sàn một mét. À. Và sống đây. Đây tới chỗ này là hết hả? Mấy mấy vài góc con. Là cô được mấy mấy bé hả? Dạ chọn được 2. À vậy hả? 2 bé hả? Dạ, nó còn nhỏ quá mà. À lớp 1 hả con? Đang sắm sửa lại để đi học đấy hả? Đó là hàng cụ trợ. À hàng cụ trợ cho bây giờ mình có để đi học đấy hả? Ừ. Con học lớp mấy rồi con trai? Hả? Hay gì là vợ con học lớp mấy rồi? Cái gì? Con tên gì vậy? Tại vì nhà thuê con đất tên gì, tên gì? Chào tên chi? Phan Thanh Đức Lý. Con tên chi hả? Hả? Trí hả? À Phan Thanh Đức Trí. Rồi cô thay mặt cho đoàn từ thiện tỉnh Thái Nguyên gửi gia đình con 500 nhé. Để con có thể thêm cái sinh hoạt hàng ngày ha. Đây là có như là có một phần quà. Phần quà này là cũng là dạng là phần quà lớn rồi đó. Được hơn cả chục thùng mì tôm đó. 200 cho bé nó. Dạ, vậy là Phật dạy quý quá rồi ha. Dạ. Rồi, cô ăn uống được không? Ốm nhau gì? Có bệnh không? Ốm vậy mới đẹp. Đâu phải mập như em đâu. Không, như em sống thì không có sức khỏe. Thôi cô chào nha. Cô không có, cô đi những ưu tiên những nhà. Cái này là chợ. Chợ thôi kìa, cái này là chợ của nhà nước. Con sinh mấy tháng. À vậy hả? Có cái hồ khẩu ở 15 năm rồi. À rồi thì cái nào nó còn có đó mà, lo gì. Ừ. À. Còn mấy cái nhà này là sao? Con chủ đấy, quản đấy, đấy là nhà của chủ đấy, 15 năm đó. Ừ. Đây nhà đây hả? À đây phải không? Cái nhà này đem không? À nhà này sập hết rồi hả? Chứ còn cái cô này là sao? Cái này chị ở đâu? Chứ còn cái chú kia nè, có phải là chồng của cô không? Ủa là nhà khác hả? Khoan để xem. Cái này cái hồ này này của cái nhà này này. Là ai? Là ai? Vậy xong rồi cô đại diện cho quý Phật tử và Mạnh Thường Quân tặng gia đình con 3 triệu nha. Để con có thể nào khắc phục phần nào trong sau cái cơn bão này nhé. Thì cho bằng Thủy Tiên luôn rồi đó. Dạ. Rồi cố gắng ha. Rồi cố gắng cách nào đó rồi gầy dựng lại cuộc sống nha. Rồi hỗ trợ tin nóng từ dân, hỗ trợ em 500 nữa nhé. Cái này tại vì sập nát hoàn toàn hết rồi. Mà con thấy không? Không còn một cái gì nữa nè. Sập nát hết rồi. Dạ, chỗ này đang sập nát. Tức là của em từ đây qua đây hay là sao em? Từ đây
qua đây. Của em từ đây qua đây hả? Làm nhà con luôn phải không? À rồi. Tài sản lắm mà. Đóng rồi là sắp xong rồi hết. Rồi bên đây hỗ trợ phần quà đi từ từ. Rồi đây là một căn đúng không? Đây từ đây qua đây là một nhà này. Dạ. Là nhà của anh hả? Chỗ này là vừa ở vừa muốn bán cô ạ. Mấy cái bên này cũng nhà chú luôn hả? Dạ. À, bán đồ đó hả? Thôi mà. À, cái này mai mốt thì mình cũng phải cố gắng sửa chữa thì mình bán lại chứ. Giờ bây giờ cô cũng đại diện cho quý Phật tử và mạnh thường quân tại Thiền Thất Liên Nghiêm ủng hộ cho gia đình chú 2,5 triệu nha. Chúc gia đình chú cố gắng vượt qua, rồi mình làm ăn lại để cho nó cuộc sống của mình nó đỡ hơn nhé. Dạ Phật. Dạ được rồi chú, từ từ rồi. À, đây là quê thuốc Tây hả? Là bình thường thì cô ở đâu? À, bình thường là mình thuê ở đây hả? Mình thuê được bao nhiêu năm rồi cô? Năm năm này mình ở đây mình thuê mình bán luôn. Và cái hợp đồng của mình thuê đến chừng nào? À, chuẩn bị hết. À, thôi thì tại vì mình thuê mướn phải không? Mình thuê mướn rồi cũng sắp hết phần. Thực ra thì cái này chỉ mướn thì cái phần mà hư hỏng này thì của cái người họ cho mướn họ lo. Khi xưa anh thuê là nên đất thôi. Con cái làm từ dùng lên. À, cô hiểu rồi rồi. Còn quan trọng là do bị thất thoát cái lượng thuốc men. Cả máy đinh nó đi hết cả, đi cả điều hòa đâu đúng không? Ừ. Thì thật ra thì người dân nào cô thấy cũng bị mất hết rồi. Đúng rồi. Mấy lạnh rồi. Dạ. Tất cả cơn bão nó đã tràn như thế thì chẳng còn cái gì thôi. Dạ. À, cô ủng hộ cho gia đình con 1,5 triệu nha. Rồi, con thu xếp nhà này mình cho hỗ trợ họ phần quà đấy cô. Đấy nó bị sập cái nhiều quá. Tặng phần quà. Dạ. Chơn 4 năm một cái nhà đó đâu phải đi đường này cô. Nhà này cũng bị. Nhà ngoài này có bị không? Dạ. Ngoài đó. Rồi, nhà này bị sập tan hoang luôn quý vị. Cái này cái quán à? Hả? Nhà ở bác. Nhà chứ muốn bộ lóc lại để làm lại để cho họ. À. Cho bác coi phim không? Nhà này là nhà của ai? Của chú hả? Dạ. Nhà của chú hả? Dạ. Ủa đây là nhà của chú hả? À. Rồi bị sập hết rồi. Mua lại để về làm lại đấy hả? Mua được từng đó. Ai hỗ trợ cho là mua anh?
Tiếng nhà. Dạ. Có ai hỗ trợ nữa chưa? Dạ, chưa. Thiệt, nói cho thiệt. Thúy Tiên hỗ trợ hả? Tại vì Vì sao? Dạ, hộ khẩu bên bên ngoài. Hộ khẩu bên ngoài cũng có. Chứ không phải là hộ, chứ không phải là cho bằng cái đầu nhà. Cho bằng hộ khẩu. Cho bằng hộ khẩu. Tiên đóng hộ khẩu cho. Rồi chú được mấy em vậy? Má được con đưa 19 đứa, 4 thằng con, 4 thằng. Rồi cô đâu rồi? Bên ngoài. Bên ngoài. Cô về bố rồi. Ờ vậy hả? Ừ. Phật tử thấy là bên ngoài cái nhà ở đây nhiều hoàn cảnh tan hoang, là nhà cửa sập nát hết rồi, không còn gì nữa, không còn một cái gì ở đây nữa. Địa phương không quan tâm là biến còn hộ khẩu. Vậy cô thay mặt cho quý Phật tử và quý mạnh thần quân ở tại tỉnh Thất Liên Nghiêm gửi tặng gia đình chú 2,5 triệu để phụ cho chú có thể mua thêm đồ để dựng lại cái nhà ở tạm ha. Rồi A Di Đà Phật. Cảm ơn cô. A Di Đà Phật, hai con chắp tay lại A Di Đà Phật cùng thiên này. Chắp tay lên, Rồi em bên tin nóng từ dân hỗ trợ em thêm 500 nữa nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi, mình chỗ nào? Rồi mình để tranh thủ đi chỗ khác. Dạ dạ, cứ đi. Đi qua cho cô đi. Ủa nhà cô, cái nhà cô bị tâm thần ở chỗ nào vậy? Ở chỗ nào? Từ tới. Nhà đây cái che cái mài che thì 6 thôi mà. Nhưng mà đi đường nào? Đi đường trước mà. Dạ dạ, đâu đó để chúng nó đi sao? Thế này cho hai mẹ con đi qua tặng cho phần quà chú ơi. Dạ cái này hộ nghèo cô. Dạ hộ nghèo, hộ cho người cho họ hộ nghèo. Tặng cho phần quà đi. Mấy người vậy? Hai mẹ con hả? Ừ, đưa cho họ 400 đi. Đây cho tôi gửi con hả? Cho tôi gửi 400 ngàn ha. Để chia sẻ vào nhà. Còn đi học không? Con còn đi học không? Tôi mời cho con 100 ngàn mua viết tập nha. Cái này là mua viết tập nha, không được bánh nha. Dạ. Rồi, A Di Đà Phật. Dạ. Rồi, cảm ơn sư cô. Chút nữa rồi qua đó, đi từng tổ. Nói chú thôi đừng đi theo nữa, để xíu nữa rồi ghé. Nhà chú ở đâu rồi xíu nữa ghé. Để chú đi theo vậy tội nghiệp á. Đâu đâu chỗ nào? Chỗ nào tâm thành rồi ở chỗ nào? Nha, vậy nằm một chỗ hả? Rồi bà 500. Đây bà ơi. Con thay mặt cho đoàn tỉnh Thất Liên Nghiêm ở thành phố Bình Chánh ha, Bình Chánh thành phố ha, gửi cho bà hết bà gán niệm Phật rồi mua thuốc uống nha, con gửi bà 500 nha. Dạ A Di Đà Phật. Dạ. Dạ con cho bà. Chúc bà mau khỏe nha. Chúc bà mau khỏe, sống 120 tuổi nha. Dạ A Di Đà Phật. Bác sĩ. Ủa nhà này rồi có nhà trên này nữa hả? Dạ, gia đình trên con được.
Cái hồng nhà này là nhà ở trên đây này. Nhà này là nhà dưới. Cái này là chỗ mày sạch lúa. Thì đó chứ đó mày sạch lúa. Chứ không phải là cái chỗ nhà dưới. Tặng cho họ phần quà này. Dạ. Ở đây hỗ trợ phần quà thế cô. Dạ. Cho cô gửi một phần quà nhỏ ha. Dạ. Chia sẻ bớt phần nào ở trong gia đình hay gì đâu. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi ha. Cô đi nữa không? Cô phải ở chỗ này chứ kìa. Thôi vô trong này cái chú vô. Ở trong đây là nhà làm sao? À. Công đi điên. Vừa điên trong cấm. Nhà này nhà ai nè? Nhà này nhà ai? Đây. Vâng, nhà này nhà ai nè? Rồi vô hộ trợ nhà này đi. Ừ. Con ở với ai vậy? Nhà này của con hả? Ở con mấy người ở hả con? Rồi con có gia đình chưa? Dạ chứ họ được không được con. Cô tên gì? Cô tên gì? Cô tên gì? Hả? 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 Chị hãy có mấy người? Dạ hả nhớ. Họ được con đi ra đi. Đi con là đưa em đi ra mắn kìa. Bên kia nứt hết rồi. Chứ cái này đâu có phải là nhà mà có hai người người không phải, không phải. Người bên ở bên này. Không phải. Thôi mà, cô. Nhưng cái hoàn cảnh nhà này thấy nhà hộ nghèo. Nhà không có cái gì có tài sản giá trị hết quý. Không có cái gì có giá trị. Cô ủng hộ cho gia đình con 700 ngàn nhé. Để con có thể mua sắm cái gì đó. Dạ, rồi. Đây xuống ruộng đi qua đây. Ruộng bị cấm mà vừa nhiên. Trong bị cấm mà vừa nhiên. Con thì mới đà. Dạ dạ mặc vào. Chú bỏ không bỏ luôn. Chú cấm ra. Anh hay định nó ha. Đây đây đó. Giờ có hai người con bảo là câm rồi đi đến đâu? Đại đi anh đi cấm mà trên mà đi con mà sinh được hai ngày bên ngập này mới xanh. À tức là chồng bị cấm. Chồng bị câm. Nếu có ai sao mà ai bị điên nữa? Sao này sao mà bị điên? Ông bị bệnh chi? Em đi làm chở vật liệu cho họ làm việc nặng ấy đau lắm. Đau lắm nhưng sổ xét nữa. Đau lắm rồi cũng chuẩn. Dạ. Chung là rồi cô hiểu rồi. Cấm điệp. Dạ. Vợ thì là cũng chuẩn. Dạ dạ. Nói chung ba pha mới chỉ thái đâu con một nữa thôi. Con một là ai vậy? Ba pha điền ba pha. Ba pha mà bắt thái con một. Dạ dạ. Thôi bây giờ cô ủng hộ, cô thay mặt quý Phật tử ủng hộ nhà gia đình điền mất hai pha còn một pha phải không? Dạ. Rồi. Ủng hộ cho gia đình cô 246 800 ngàn nhé. Dạ một phần. Rồi. Dạ ai gì đâu. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Cô ra đi nhà đi đến mà cô đi về để nhà con cộng với tâm hồn cô. Dạ không. À vâng thưa cả nhà thưa quý vị. À, vừa rồi thì chúng tôi đã mời quý vị đến xem và một số hoàn cảnh bị thiệt hại nặng nề. À, còn bây giờ thì Sương Dũng xin được kết thúc livestream và mời mọi người xem những hoàn cảnh khác ở những cái video sau nhé. À, xin chào quý vị.